Trước mắt các em đó là cái bài tập 2 trong vẽ cái cấu thép. Các em thấy các cái nút thép người ta bố trí thực ra là chỉ có một nút cơ bản, đó là cái nút ở dưới cùng. Cái nút này là nút cơ bản, nó chỉ đạo các nút khác kết cấu thép. Ở đây nó chỉ khác nhau đó là các cái tấm nối, các tấm nối. Ở đây là nút trung tâm, các tấm nối góc. Ở trên này các em thấy có các là thép định hình, hai cái thép định hình theo như tài liệu, đó là C30, đây là thép C30, còn là chính, còn lại là thép kết cấu hàn. Các em xem cẩn thận, khi vẽ người ta chỉ cần vẽ một nút thép, còn nút khác suy ra. Cảm ơn em đã theo dõi chương trình. Chúc các em thành công. Cảm ơn các em rất nhiều.